Rồi. Rồi, thả vào đấy để cái dây vô đấy coi. Không phải còn đâu. Thả để cái dây vô đấy. Rồi tí nữa anh xử lý cho. Đây nó ăn cỏ, ăn canh, đồ ăn dễ ăn đó. Mình chỉ sợ nhất là bò không phải ăn cám thôi. Không, bò mà ăn cám được thì về đây phải mua cho nó ăn. Bò đây mà. Hồi nãy anh thấy có thằng ở trên núi Thiện nó đang con đẹp lắm, nhưng mà tí nữa anh cho em xem bắt được mấy súng không hết. Giờ đến trên rồi. Ừ. Thằng ở Phú Thiện hắn có bà bê đẹp lắm. Phú Thiện hả? Ờ. Đây nãy mới gửi video cho anh nè. Nhìn trên 6 tháng là nhìn không ra cái này nữa. Mà bây giờ